Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin về một lượng lớn tiền bạc, tài sản đang nằm sâu dưới biển khơi khiến nhiều người tò mò. Đáng chú ý, trong số này nhiều người đã gửi tin nhắn đến kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên để rủ cùng đi tìm kho báu. Sau khi nhận được quá nhiều tin nhắn trong cùng một ngày, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã hài hước đăng tải nội dung lên trang cá nhân, ngỏ ý lập nhóm đi tìm kho báu. Bài viết này ngay khi đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Trên thực tế, kho báu mà cư dân mạng nhắc đến chính là số tiền khổng lồ phải bồi hoàn trong vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Cụ thể, sau hơn một tháng xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, ngày 14 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án tử hình, mức hình phạt tổng hợp đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về 3 tội danh tham mô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, và mức án 3 năm tù treo đến chung thân đối với 84 bị cáo khác. 85 bị cáo bị xét xử vì có sai phạm, gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Về trách nhiệm dân sự, bà Trương Mỹ Lan buộc phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tương đương số tiền gần 674.000 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự Bộ Tư pháp, vụ án mới tuyên đang là án sơ thẩm, chưa có hiệu lực thi hành. Nếu phần dân sự tới đây không có kháng cáo, kháng nghị và bản án có hiệu lực thì sẽ thi hành án. Trên các hội nhóm mạng xã hội, với số tiền bồi hoàn của vụ án lên đến gần 674.000 tỷ đồng, nhiều người cảm thấy chóng mặt vì quá lớn. Một số người đã hài hước khởi xướng trào lưu đi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan ở ngoài biển khơi, đồng thời nhắn tin tới trang cá nhân của kình ngư Ánh Viên khiến trào lưu này được nhiều người hưởng ứng. Liên quan đến cây sao đen trăm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội bất ngờ bị đốn hạ, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân 18 phường khẩn trương thực hiện công tác kiểm tra xử lý các nội dung liên quan đến cây xanh trên các tuyến phố do thành phố quản lý. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh đã ra quân xử lý hành vi bức hại cây sao đen trên phố Lò Đúc. Nhiều cây sao đen đã được xử lý để có thể thoát khỏi những mảng bê tông quây kín từ lâu. Cụ thể, hàng trăm cây sao đen trên phố Lò Đúc có tuổi đời hơn 100 năm bị các mảng bê tông bịt kín hết gốc. Lực lượng chức năng đã tiến hành đào phá rỡ những mảng bê tông gạch bị người dân xây bít quanh gốc cây, tháo rỡ biển quảng cáo, đinh, đèn trang trí ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây sao đen. Mặt khác, phường cũng yêu cầu người dân ký cam kết không bức hại cây xanh, giữ văn minh trật tự tuyến phố. Đồng thời, lực lượng chức năng Phạm Đình Hồ cũng tổ chức tuyên truyền, yêu cầu người dân không bán hàng, lấn chiếm vỉa hè, giữ văn minh trên tuyến phố Lò Đúc. Thống kê của công ty công viên cây xanh trên phố Lò Đúc cho thấy có 4 cây sao đen bị chết khô trước cửa nhà số 34, 65, 71 và 93. Trong đó, 3 cây lớn có đường kính từ 60 đến 90cm, 1 cây có đường kính 25cm. Cả 4 cây bị chết đều án ngữ mặt tiền ngôi nhà mới sửa hoặc đang xây dựng. Vâng, sao đen thì nằm ở nhóm 3 trong danh sách gỗ quý của Việt Nam. Cây được trồng trên phố Lò Đúc từ những năm 1905 đến những năm 1910. Và hiện trên phố này thì có khoảng 134 cây, trong đó thì khoảng 50 cây có tuổi là trên 100 năm. Thưa quý vị, tại dự thảo nghị định phát triển điện mặt trời mái nhà được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, loại hình điện này có thể đấu nối hoặc không với lưới điện quốc gia và không bán cho tổ chức cá nhân khác. Quy mô phát triển loại này đến năm 2030 là khoảng 2.600 MW hoặc đạt 50% các tòa nhà công sở hay là nhà dân. Vâng, và Bộ Công Thương cũng giữ đề xuất là điện mặt trời mái nhà lắp ở nhà ở, cơ quan công sở để tự dùng và nối lưới điện quốc gia sẽ được bán không đồng. Theo dự thảo, loại điện này nếu không nối lưới sẽ được phát triển không giới hạn. Tổ chức cá nhân được khuyến khích lắp hệ thống lưu trữ để chủ động dùng trong sản xuất kinh doanh. Trường hợp nguồn này đấu nối với lưới điện, người dân chọn phát điện dư thừa vào hệ thống sẽ được nhà nước ghi nhận sản lượng nhưng không thanh toán. Tức là người dân có thể bán điện dư thừa nhưng giá không đồng. Đề xuất này giữ nguyên so với bản thảo Bộ Công Thương đưa ra cuối năm ngoái. Tuy nhiên, dự thảo lần này bổ sung quy định giới hạn công suất lắp đặt với điện mái nhà tự dùng. Theo đó, thì công suất đăng ký lắp đặt phải dựa trên sản lượng điện tiêu thụ, nhu cầu dùng thực tế của hộ dân. Tức là ở thời điểm đăng ký lắp đặt, công suất hệ thống điện mái nhà phải thấp hơn nhu cầu sử dụng hộ dân. Với dự án công suất trên 500 kW thì người dân phải có lắp hệ thống điều khiển từ xa và kết nối với đơn vị điều độ khu vực.
Cuộc thi Người đẹp Hoa hậu AI dự kiến được tổ chức vào tháng 5 tới đây. Đây sẽ là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên trên thế giới dành cho những người đẹp là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI. Cuộc thi do FanView, nền tảng truyền thông xã hội duy nhất tích hợp tin nhắn ghi chú thoại bằng công nghệ AI tổ chức. Những người tham gia thiết kế AI phải từ 18 tuổi trở lên. Bên cạnh các phần thi hình thể và trả lời câu hỏi ứng xử, cuộc thi còn đánh giá sức ảnh hưởng đối với công chúng của các người đẹp AI. Người đẹp AI đăng quang đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng lớn trị giá 13.000 đô la Mỹ, trong khi Á hậu 1 và Á hậu 2 sẽ nhận được tổng số tiền lần lượt là 5.000 đô la Mỹ và 2.000 đô la Mỹ. Cuộc thi là một phần trong giải thưởng Người sáng tạo AI Thế giới, nhằm vinh danh những người sáng tạo nội dung trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu. Hội đồng giám khảo bao gồm cả người thật như giám khảo kỳ cựu trong các cuộc thi sắc đẹp Sally and Focus, cũng như những mô hình AI có tầm ảnh hưởng. Một công ty tại Anh đã triển khai dự án độc đáo là biến lông gà thành protein có thể ăn được nhằm giảm thiểu rác thải từ lĩnh vực chăn nuôi gia cầm. Công ty đã đẩy ra sáng kiến mang tên là Kera Protein. Trong đó thì đã biến lông gà thành thịt giả thông qua quá trình thủy phân chuyên sâu gồm 13 bước. Trước tiên họ thu thập lông gà từ một trang trại địa phương. Sau đó lông gà được làm sạch, nghiền thành bột rồi trộn với axit và keratinase, một loại enzyme có thể phá vỡ liên kết hóa học mạnh mẽ của keratin. Kera Protein đun nóng hỗn hợp này ở nhiệt độ vừa phải trong vòng 14 giờ rồi lọc làm nguội. Sản phẩm cuối cùng là kết cấu dạng bột giống như là collagen, vượt trội hơn các cái nguồn protein thông thường về cả dinh dưỡng cũng như là hương vị. Được biết là lông của những con gà có thể đủ tạo ra khoảng 190 gram protein. Và công ty đang trong quá trình xin cấp chứng nhận Novel Foods EU để sản phẩm của họ có thể bán hợp pháp với quy mô lớn. Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia cho biết đơn vị này vừa nhận được thư khen ngợi của Thủ tướng Chính phủ sau ca điều phối tạng từ người cho chết não tại Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh. Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh cần thúc đẩy mạng lưới, phát triển mạng lưới hiến tặng mô tạng trong cả nước, phát động mạnh mẽ sâu rộng phong trào đăng ký hiến mô hiến tạng, mang lại sự sống cho những bệnh nhân đang ngày đêm mong mỏi. Bức thư cũng được gửi đến các y bác sĩ, nhân viên y tế 4 bệnh viện gồm Việt Nam, Thụy Điển Uông Bí, Hữu Nghị Việt Đức, Trung ương Huế và Trung ương Quân đội 108. Trong thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng và tự hào khi biết vừa qua gần 120 cán bộ y tế đã thực hiện phối hợp thành công ca lấy, vận chuyển và ghép đa tạng từ người chết não tại bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên. Thủ tướng nhấn mạnh ca ghép tạng thành công thể hiện rõ nét những tiến bộ vượt bậc về trình độ, kỹ thuật chuyên môn sâu, kinh nghiệm phong phú của ngành y tế Việt Nam, đặc biệt là làm chủ được kỹ thuật ghép các loại tạng, liên tiếp thực hiện thành công nhiều ca ghép đa tạng trong thời gian vừa qua. Thủ tướng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc và tri ân tấm lòng gia đình người hiến tạng, đã nêu cao tinh thần, cho đi là còn mãi, vượt qua nỗi đau, mất mát để gieo mầm sự sống hạnh phúc cho nhiều gia đình và bệnh nhân khác.